Tôi bị sỏi thận khoảng 5mm và hiện đang uống kim tiền thảo. Ngoài ra tôi còn được chẩn đoán là mắc bệnh viêm dạ dày. Tôi đọc báo thấy chè dây điều trị bệnh viêm dạ dày tốt quá và tôi rất muốn mua về dùng để điều trị. Xong tôi vẫn còn băn khoăn một vấn đề là dùng nước chè nhiều thì có nguy cơ tạo sỏi nên không tốt cho những người mắc bệnh sỏi thận như tôi. Đây là thông tin tôi đọc được trên báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vậy xin hỏi là người bị sỏi thận như tôi thì có thể sử dụng được chè dây hay không? Rất mong nhận được sự tư vấn từ nhà thuốc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Chè dây là một loại cây thuốc nam mọc chủ yếu ở vùng Tây Bắc nước ta. Không giống như chè khô và các loại đồ uống khác, chè dây không chứa các hoạt chất có tính kích thích nên không gây mất ngủ và không hề tạo sỏi như bạn nghĩ. Thông tin thêm với bạn là chỉ có những loại thực phẩm có chứa nhiều oxalat thì mới có nguy cơ tạo sỏi bạn nhé. Các nghiên cứu khoa học về chè dây cho thấy trong chè dây không có chứa hoạt chất oxalat, do vậy chè dây không có nguy cơ tạo sỏi. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng chè dây để điều trị bệnh dạ dày mà không lo ảnh hưởng tới thận bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Thông tin thêm với bạn về chè dây tại Thảo Dược Đức Thịnh như sau. Chè dây mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Sản phẩm do Thảo Dược Đức Thịnh cung cấp là sản phẩm từ tự nhiên, rất là sạch và được chế biến theo phương pháp truyền thống. Nên các bạn có nhu cầu muốn mua chè dây thì có thể đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc là gọi số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng ạ.